Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học các công cụ Modify Tool, đó là lệnh Array và lệnh Scale. Nội dung bài học sẽ bao gồm sử dụng lệnh Array và lệnh Scale cho dự án. Quay trở lại với mô hình RAC Advanced Sample Project. Hôm nay chúng ta sẽ học hai cái lệnh, đó là lệnh Array và lệnh Scale. Hai cái lệnh này nếu các bạn sử dụng các phần mềm 3D khác thì cũng đã gặp rất nhiều rồi, như là CAD, là SketchUp, Mask, đúng không ạ? Thì lệnh Array tức là lệnh chúng ta có thể tạo ra một dãy các đối tượng. Đấy, một dãy các đối tượng. Thì làm sao để có thể sử dụng lệnh này? Đấy, thì đầu tiên ấy, chúng ta cũng sẽ chọn đối tượng nhé. Giả sử này, mình muốn cái ghế này nó sẽ đây, mình sẽ xóa những cái đối tượng này đi nhé. Rồi, mình ấn chọn đối tượng và mình delete thôi. Rồi, thì giả sử mình muốn cái ghế này mình ra hàng dãy như này nhé, thì chúng ta chọn ghế này này, được chưa? Sau đấy thì các bạn có thể chọn lệnh, đó là lệnh array, phím tắt của nó là ar, được chưa? Mình chọn array này. Sau đấy thì các bạn sẽ thấy chúng ta có các thiết lập như sau. Thiết lập đầu tiên là các bạn có thể array theo đường thẳng, và thiết lập thứ hai là thiết lập array theo cung tròn. Đấy, thì lệnh array theo đường thẳng chúng ta sẽ thực hiện trước nhá. Mình kích vào array linear, nó sáng lên như này. Sau đấy thì nó sẽ có một cái nút tích là Group and Associate. Cái nút này nó sẽ biến cái đối tượng chúng ta sau khi array ra một loạt các đối tượng. Thì các đối tượng đấy, mỗi đối tượng nó sẽ được group lại. Đấy, được phân nhóm lại. Thành một cục. Một trái. Các cái này các bạn cần lưu ý nhé. Trong đa phần các trường hợp thì ít khi chúng ta sử dụng Group and Associate. Được chưa? Nhưng cũng có sẽ trường hợp tí nữa mình sẽ nói cho. Rồi. Ở đây thì mình bỏ chọn cái này đi nhá. Rồi. Tiếp theo là số lượng thôi. Các bạn muốn tạo ra bao nhiêu số lượng? Giả sử mình muốn tạo ra 5 cái ghế, 5 bộ bàn ghế này. Dạ nhỉ? Rồi. Nút chọn này 2ND highlight có ý nghĩa là gì? 2ND này ấy, có nghĩa là các bạn sẽ kích vào đối tượng đầu tiên và đối tượng thứ hai, và nó sẽ có một khoảng cách, thì các đối tượng tiếp theo nó sẽ cứ theo khoảng cách này nó chia đều ra. Đấy, giả sử đối tượng đầu tiên đến đối tượng hai là 1.000 thì 5 đối tượng nó sẽ là 5.000, kiểu như thế. Còn last tức là chúng ta sẽ kích vào đối tượng đầu tiên và kéo đến đối tượng cuối cùng, và nó sẽ chia đều 5 đối tượng trong cái khoảng chúng ta kéo đấy, hiểu không nhỉ? Thì nó dễ hiểu thôi, mình làm các bạn sẽ thấy này. Bây giờ 2ND nhá, thì đối tượng thứ nhất đến đối tượng thứ hai, thì mình kích vào một cái điểm mốc làm căn cứ, kích vào. Sau đây mình kéo ra, giả sử đối tượng thứ nhất đến đối tượng thứ hai cách nhau là 2,5 m, biến 2500. Sau đấy mình enter nha. Các bạn thấy chưa? Chúng ta đã có 5 cái ghế. Tất nhiên là 5 cái ghế tính cả cái ghế đầu tiên nha. Đấy, thấy không ạ? Rồi, chúng ta sẽ thực hiện tiếp này. Giả sử mình ở đây, mình lại chọn lệnh array. Ở đây chúng ta sẽ group nhá. Các bạn thấy group này. Bây giờ mình là 2, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ chọn đây là last. À, last cái này thì không rõ lắm. Mình sẽ cho là 3 này. Đây chúng ta là last nha, được chưa? Mình kích vào last. Đấy, chúng ta kích vào cái đầu tiên. Nhớ chọn đây group nha. Cái đầu tiên này. Vì là cái last nên chúng ta sẽ kích vào cái cuối cùng. Ví dụ, đây là sẽ là 5.000. Đấy, mình enter. Đấy, các bạn thấy không? Phát lệnh. Đấy, nó sẽ có ba cái đối tượng, mỗi đối tượng. Mà đối tượng cách nhau 2.500, tức là hai cái cách nhau 5.000. Và các bạn thấy, nó sẽ bị group lại. Thấy chưa? Nó là các group. Đấy, nó không còn là bộ bàn ghế nữa, mà nó là group. Thì nếu bạn nào không thích group, các bạn lỡ quên, đáng lẽ mình bỏ group đi, thì các bạn chỉ việc kích vào đây, ungroup. Ungroup. Thấy chưa? Đấy, chưa thế thôi. Rồi. Rồi, thì mình sẽ thực hiện lại này. Ví dụ cái bàn ghế này, chúng ta sẽ có một cái lựa chọn, đó là lựa chọn constraint. Thì cái lựa chọn này các bạn biết rồi nha. Thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái khác đi. Giả sử mình muốn group array nó theo một cung tròn. Giả sử mình sẽ có một hình tròn như thế này này. Mình vào architect, mình vẽ model line nhá. Mình vẽ một hình tròn. Kích vào đây kéo ra. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ có một cái bộ bàn ghế. Mình sẽ di chuyển nó ra đây. Nó nằm đây chẳng hạn. Được chưa? Và mình muốn tạo ra một dãy bàn ghế nó sẽ tròn như thế này, thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh array này. Ở đây mình sẽ sử dụng lệnh cung tròn này. Chúng ta bỏ cái group này đi nhá.
Bây giờ chúng ta sẽ quyết định số lượng thôi. Giả sử mình muốn có là 4 bộ. Được chưa? Đấy. Tiếp theo ấy là chúng ta sẽ quyết định cái đầu tiên đến cái thứ hai nhá. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ quyết định tâm xoay. Mình place. Mình chọn tâm. Tâm là tâm của hình tròn này. Đấy. Được chưa? Trục xoay đây. Đấy. Sau đấy thì các bạn sẽ có thể nhập góc đây hoặc các bạn xoay như này. Đây, mình ví dụ. Vì 4 cái nên một cái sẽ là 90 độ, mình ấn 90 hoặc các bạn xoay đến góc 90 thôi và các bạn enter. Bạn thấy chưa? Nghĩa là tức chúng ta đã tạo ra được một hình tròn các đối tượng xung quanh như này. Đấy thì đấy cái lệnh array theo góc cong như vậy. Lúc nãy mình còn nói đến các bạn cái group đúng không nhỉ? Đây, chúng ta sẽ cùng làm một thì ví dụ rất là hay về cái group này nhá. Cái này thì cũng sẽ giúp các bạn sau này quản lý số lượng đối tượng rất là hay. Đầu tiên này, các bạn chọn lệnh array. Sau đấy mình group này, mình chọn linear nhá. Group. Rồi, ở đây mình số lượng là mấy cái đấy tùy, giả sử đây là cứ hai cái đi. Mình sẽ là cái đầu tiên đến cái last, cái này các bạn chọn chế độ last cho mình nhá, không chọn đến 2ND đâu. Mình sẽ kích vào cái đầu tiên đến cái thứ hai, giả sử 10m. 10m. Enter. Được chưa? Thoát lệnh này. Thì bạn thấy là khi chúng ta chọn cái bộ bàn ghế này nó sẽ có một cái đường đây này nhá. Đây là số 2 này. Giả sử các bạn nhập vào đây là 3 nhá. Thấy không? 4 này. Thấy chưa? Thú vị không? Đấy, thì cái lệnh này nó có cái điểm thú vị khi các bạn group ấy. Thì nó cho phép chúng ta quản lý số lượng một cách nhập số này. Và nhiều khi nó rất là tiện lợi cho bạn trong nhiều trường hợp. Và sau này các bạn làm các loại family ấy. Cái này là kiến thức hơi nâng cao. Thì có những cái loại family cần những cái đối tượng mà array hàng loạt và kiểm soát được số lượng. Đấy. Giả sử các bạn sau này các bạn làm những cái phòng hội trường nó có những hàng ghế, những cái hình ảnh này này. Đấy thì các bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được số lượng. Chúng ta chỉ cần nhập vào và nó sẽ chia đều cho bạn. Đấy, rất là thú vị đúng không nhỉ? Thì đấy là cái lệnh array. Còn cái lệnh cuối cùng mà chúng ta sẽ học trong bài học hôm nay đó chính là lệnh scale, tức là lệnh phóng to thu nhỏ ấy. Thì lưu ý các bạn là cái lệnh scale này nó có cái đặc điểm đó là tùy vào đối tượng mới scale được nhá. Trong Revit không phải đối tượng nào cũng scale được. Bởi vì bản chất ví dụ như các bạn hiểu cái bộ bàn ghế này là nó được cấu tạo từ nhiều đối tượng chứ không phải là một đối tượng duy nhất, mà nó được cấu tạo từ cái bàn, nó được cấu tạo từ cái ghế, mà cái ghế lại nó được cấu tạo từ chân ghế rồi mặt ghế đủ mọi thứ này. Thế nên có những đối tượng chúng ta không thể scale được, lý do vì vậy. Và khi các bạn chọn đối tượng thì cái lệnh scale ở đây này nó cũng không sáng lên đâu. Đấy, các bạn thấy không, không sáng lên, nó chỉ scale được một vài đối tượng như là mình thấy những đối tượng như là hình ảnh hay là đường nét hoặc là line, ví dụ đường line nhá. Bây giờ mình vẽ một cái hình chữ nhật ở đây. Đấy. Được chưa? Giả sử mình vẽ thêm một cái đường đây này nhá, thẳng này. Đấy. Bây giờ mình muốn scale cái hình chữ nhật này này. Có cái cạnh này sẽ ra bằng đường này. Thì chúng ta làm như nào? Đầu tiên mình sẽ chọn cái hình chữ nhật này. Sau đấy các bạn thấy scale nó sáng lên, kích vào đây. Đấy. Thì scale này nó cũng có hai chế độ là graphical và numerical. Graphical là chúng ta kích chuột, còn numerical là chúng ta nhập số. Để sử graphical nhá. Thì mình sẽ kích vào cái điểm mốc để bắt đầu scale, mình kích vào đây này. Kích vào đây. Sau đấy mình sẽ kích vào cái điểm thứ hai của đối tượng này. Mình kích vào cái điểm này. Sau đấy mình sẽ kéo nó ra như này này. Bạn thấy không? Từ hai cái điểm chúng ta kích, chúng ta sẽ kéo ra thu nhỏ vào là như thế này. Đấy, thì các bạn thấy hình chữ nhật chúng ta đã trở lại đã to, có cái cạnh to bằng cái đường thẳng lúc này. Đấy. Hoặc nếu các bạn chọn đó là scale theo numerical thì chúng ta chỉ là nhập số thôi. 3. Sau đấy các bạn kích vào cái điểm mốc. Bạn thấy không? Nó sẽ to lên. Thì mình chỉ lưu ý các bạn là cái lệnh scale này không phải đối tượng nào cũng scale được nhá. Đấy, ví dụ ảnh thì chúng ta có thể scale được. Được chưa? Các bạn lưu ý cho mình. Như vậy trong bài học hôm nay thì các bạn đã được học lệnh array và scale và một số lưu ý và một số mẹo nhỏ cái tip khi sử dụng lệnh array. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.